Xin chào 500 anh em nha. Hôm nay mình đi câu ở Marina Vũng Tàu. Thực ra thì không có ý định đi lure đâu, nhưng mà mình đi câu bè ở gần cho nên ghé qua chơi thử. Nghe nói là cá ở đây nó bể dữ lắm rồi. Kệ, hôm nay đi thử vận coi. Dạo này mình rất thích đánh cái con Duo Spearhead Ryuki. Action rất là tốt các bạn. Nó rớt xuống thì nó sẽ lắc. Rồi lúc mà mình đánh, mình zig thì nó lượn rất là đẹp. Mình có thể tìm thêm cái hình ảnh nó trên cái kênh của Duo á. Rất nhạy cá nha các bạn. Có nhiều size từ 45, 50, 60, 70, 80, 95 nữa. Đối với cái con này thì anh em đánh ném mồi ra cho nó chìm xuống đáy. Thì trong cái lúc chìm đó nó sẽ có hiệu ứng lắc. Cá nó cũng có thể ăn ngay cái lúc mà con mồi rơi xuống. Bước tiếp theo thì mình zig đầu cần, nó sẽ tạo action cho con mồi của mình thể quay nhanh. Nói chung con này nó nhiều kiểu đánh lắm, mình rất là thích đánh con này luôn á. Hiện tại mồi mình đang bán ở trên Facebook, các bạn có thể liên hệ hoặc là để số điện thoại lại. Cá đó cá gì anh ơi, không phải cá măng. Cá gì á? Cái vây màu đỏ. Anh cứ ném bình thường đi nha, em đi dây được. Cái gì trời, cái căng quá à. Cái căng anh. Còn một điều nữa là cái con mồi này á, nó sẽ chìm không giới hạn nha các bạn. Bạn cứ để nó rơi thì nó sẽ rơi xuống tới đáy luôn à. Cho nên mình nghĩ cái con mồi này á, nó đánh được rất là nhiều địa hình nha các bạn. Bạn có thể đánh lua, có thể đánh suối nữa. Rồi có thể so zig ở các cái bờ biển, đánh ultralight chơi vậy á. Mình có anh bạn hay dùng những cái mồi này đi du lịch nè, đi Phú Quốc, Côn Đảo, rồi bạn ấy đứng ở trên mấy cái hòn đá ném ra chơi, dính mấy con cá róc, rồi mấy con nhồng nhỏ nhỏ vậy đó. Thank you.
anh nó chụp hoài ta. Cá tráp á, con nó mới chụp chắc cá tráp á. À dí theo tới đây luôn nè. Măng. Măng baby. Chỗ nó chụp cho đẹp. Dạ chém chém nhỏ anh Thả nha anh. Thả hả?
trong bãi này em ngon ghê. Mà đây là biển luôn hả? Chém ơi. Giật quá, đây giờ nó trống không à. Vô trà kìa. Đó, vô trà kìa. Má lại hồng. Ủa hồng nhiều ta. Ngon ta. Tối nay có sashimi rồi đó. Ê phục. Ha, để anh lấy kẹp ra. Từ kẹp. Con này cũng nhấc lên luôn. Thứ hai hả? Em có mang đoạn dây qua đây hả? Không 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 không, cá không. Không. Được anh. Được anh. Nhưng để nó mệt tí. Má sợ bứt dây. Không không không, không yêu. Kẹp kẹp cho anh mượn kẹp, kẹp với kềm luôn. Còn một anh nữa. Hả? Anh làm nốt con nữa anh. Thôi. Con này con gì ạ? À? Hồng miêu. Kẹp. Cái gì ạ? À? Con hồng miêu. Ý, cái kẹp đơ luôn rồi không? Đẩy lên nó bị ấy. Đẩy qua con này. Hả? Đẩy. Nhìn đẹp ghê. Ừ. Giống giống con cháp nhỉ anh nhỉ? Làm tấm hình nào? Tuyệt vời. Còn anh nữa anh, còn anh nữa. Tự nhiên câu đây hoài mà. Câu ném dính thì đưa cái đuôi lên xíu nè. Em để bia với em đem đi đá. Ý để hát. Chắc là để vô chòi hay sao? Để vô chòi luôn đi. Em ngồi lên chơi luôn đi. Ngồi đi luôn anh ạ. Đưa bẻ cho nó cái đuôi, nó thấy ra cái đuôi luôn hả? Thank you.
Vô hàng. Chết em rồi. Hả? Đang quay nè anh. Há nhồng. Có chừng qua kia rồi. Bắt đi, cứ bắt đi. Vướng hả? Cho nó vô về. Ngoài kia quá trời. Kẹp. Đụng 2 ký. Kẹp. Ủa cá đấy mình câu mình thả hay sao? Là mình tính tiền dịch vụ hay sao? Kẹp. Bật kẹp dài ra. Có cái kẹp dài của anh đó. Dễ xảy lắm nha. Kẹp kỹ. Xuống ôm nó luôn rồi. Ê. Nắm đuôi luôn. Má. Tay nắm đuôi luôn đi. Con tay có con tay mà. Tuột đó Hoàng, xuống đó là lũng đó Hoàng. Trời lên. Kẹp cầm lên anh. Kẹp cầm lên chụp hình đồ. Ấy hả? Máy anh đâu rồi? Điện thoại anh đâu rồi? Điện thoại anh đâu? Không, em không chụp GoPro. Chụp GoPro đi thôi.